Về nhà mới to hơn, đẹp hơn, sướng thiệt, nhưng mà mỗi lần dọn nhà là một cực hình, các bạn hiểu không? Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Update một chút xíu là căn nhà của chúng ta mới vừa hoàn thành chỉ khoảng 60% thôi. Sao mà echo dữ gì? Ở tầng 2 vừa được lót gỗ xong. Nguyên một tuần rồi Jason quá bận rộn với công việc, và chúng ta còn khoảng 3-4 ngày nữa là Jason sẽ bay về Việt Nam rồi. Cho nên phải tranh thủ gom hết tất cả những cái đồ gì thuộc về Jason ở căn nhà cũ, mang đến căn nhà mới này. Mặc dù nó chưa hoàn thành xong 100%, nhưng Jason phải dọn trước. Hiện tại bây giờ Jason đang ngồi ở cái không gian ở trên tầng 2, và đây chính xác là cái không gian mà cái studio của chúng ta sẽ được set up. Cái đèn gớm quá. Ngày hôm nay Jason có mang mấy cái đèn ở studio theo nữa, cho nên sẽ set up đèn để các bạn có coi video nó đỡ chán con mắt. Có được những cái đèn light tube như thế này rất là tiện lợi cho cái việc photography và videography. Ngoài ra nó còn ứng dụng vào những cái trường hợp như thế này nữa. Bất cứ cái trường hợp nào mà các bạn cần ánh sáng, vừa đầu tư nó cho công việc và vừa đầu tư nó cho những trường hợp khẩn cấp cần thiết như thế này. Ngày hôm nay khi mà Jason dọn nhà thì Jason mới phát hiện ra một điều, đó là quá nhiều thứ mà Jason phải bỏ đi hay là cho bớt đi. Jason đã mua những cái món đồ đó từ rất là lâu rồi, và có những món đồ còn siêu còn mới nguyên trong hộp chưa bao giờ cắt tem hết. Thì muốn chia sẻ với các bạn một điều, đó là khi mà chúng ta trưởng thành hay là chúng ta già đi, sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ mà chúng ta đã hoang phí, lãng phí tiền bạc nè, công sức, thời gian nè. Vậy thì tại sao chúng ta không học cách sống và làm việc minimal nhất có thể, đơn giản, tối giản? Dịch sang tiếng Việt là như vậy. Đây là đống đồ mà chúng ta chỉ có thể chở được trong ngày hôm nay, và nó chỉ là 1/10 thôi. Và đây các bạn đang nhìn vào cái không gian mà cái studio của chúng ta sẽ được set up. Hiện tại bây giờ khi mà Jason nói chuyện thì các bạn sẽ nghe được cái phần echo nó hơi bị nhiều. Chúng ta không có soundproofing những cái miếng mút giảm âm. Ngoài ra ở đây sẽ là một cái phòng khách khác nữa. Và hiện tại bây giờ các bạn đang xem cái vlog này bằng chiếc iPhone 11 Pro. Jason đang sử dụng một cái bộ wireless mic chuyên sử dụng cho smartphone. Và video ngày hôm nay được tài trợ bởi công ty USK, một bộ vlogging chuyên cho smartphone. Ở trong cái bộ này chúng ta vừa có tripod nè, chúng ta vừa có cái kẹp phone nè, chúng ta vừa có microphone nữa. Thì toàn bộ tất cả những cái accessory mà các bạn cần thiết để vlog với một chiếc smartphone của mình đều nằm ở trong cái bộ này. Ngoài ra sản phẩm còn được đi cùng với lại một cái case rất là xịn sò. Đây là cái bề mặt gỗ mà chúng ta vừa được lót xong. Các chú thợ đang làm việc ở dưới tầng 1 và cả cái cầu thang nữa. Đây là con đường đi vào phòng của Jason. Còn rất là nhiều thứ bừa bộn ở trong đây. Oh my god, ánh sáng thì ghê quá. Ngoài ra trong video này Jason cũng chia sẻ với các bạn vài tip khi mà vlog với lại smartphone. Chúng ta cần để ý những cái thứ gì để có được một chất lượng video tốt nhất. Giống như là lighting là cái tip đầu tiên mà Jason muốn chia sẻ với các bạn. Sensor của một chiếc smartphone nó rất là nhỏ, đặc biệt là trong những trường hợp quay tối, quay vào bên đêm, thiếu sáng, cái chất lượng video của chúng ta sẽ bị hộp rất là nhiều. Và con chip ở bên trong chiếc iPhone của các bạn nó sẽ xử lý cái noise bằng cái cách là làm mịn tất cả mọi thứ đi, cho nên khi mà Jason để gần lại thì các bạn có thể thấy da mặt của Jason mịn như cái đít em bé vậy. Cái hiệu ứng nó không đẹp một chút xíu nào hết, cho nên khi quay video với lại smartphone các bạn cần lựa những nơi có một cái nguồn sáng nó tốt nhất có thể. Nếu các bạn vlog ở ngoài đường, đi dưới phố, một cái tip cho các bạn đó là tìm kiếm những cái đèn bảng hiệu hoặc là đến gần những cái shop, bởi vì những cái shop đó hay là những cái đèn bảng hiệu đó sẽ cung cấp được cho chúng ta một cái ánh sáng tốt hơn là cái ánh đèn đường. Và con chip ở bên trong chiếc smartphone của các bạn sẽ không phải xử lý noise quá nhiều, và nó tạo ra cái hiệu ứng đít em bé. Sáng tốt hơn nữa. Tắt cái đèn vàng này đi. Ok, bây giờ các bạn sẽ thấy ánh sáng tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt là những cái đèn vàng như thế này nó sẽ làm banh cái da mặt, cái skin tone của chúng ta hết. Hãy luôn tìm những cái nguồn sáng trắng nhất có thể, đừng sử dụng đèn vàng hay là đèn xanh cho cái skin tone, cái da mặt của mình tự nhiên và nhìn giống con người hơn. Đây là cái setup vlog của Jason. iPhone 11 Pro, một cái mini tripod cùng với lại một cái kẹp iPhone. Điểm hay của cái mini tripod này đó là Jason có thể kéo dài nó ra. Ở trên cái đầu ball head này Jason có thể thay đổi cái angle khi nói chuyện. Jason có thể cầm xa ra như thế này. Đôi khi thích vlog ở trên iPhone hơn là bởi vì độ nhỏ gọn và tiện lợi của nó. Khi mà vlog ở trên camera, Jason phải cầm nguyên một cái setup to như thế này. Thứ nhất là nó gây sự chú ý, thứ hai là sẽ rất là mỏi tay. Với một cái setup camera cùng với lại Lens G Master 1635 f2.8 thì đôi khi các bạn cũng sẽ ngần ngại setup cái camera của mình ở những cái vị trí có thể tạo ra được những cái sick angle. Nhưng khi các bạn vlog với iPhone, bởi vì nó quá nhỏ gọn, các bạn có thể dễ dàng setup nó mọi nơi. Đặc biệt là sử dụng một cái mini tripod như thế này. Thay đổi cái angle của nó cho cao lên và sử dụng cái đôi tay của Jason để tạo ra những cái biểu cảm. Những bạn nào chuyên gia quay TikTok thì nên đầu tư cho mình một cái bộ vlogging. Ngoài ra, ở trong cái bộ đó chúng ta còn có một cái đèn LED nhỏ. Trong những trường hợp mà quay thiếu sáng, các bạn có thể sử dụng cái đèn đó để mà phiêu một chút ánh sáng lên gương mặt của chủ thể. Rất là tiện lợi. Ở đây chúng ta có một cái văn phòng làm việc. Và ở trong cái văn phòng làm việc này có một cái phòng khác nữa, cũng là văn phòng làm việc nữa. Phòng ở trong phòng. Rất là thích cái màu gỗ mới này. Cái tip thứ hai mà Jason muốn chia sẻ với các bạn đó là audio. Đa số những cái microphone ở trong chiếc điện thoại của các bạn nó luôn pick up những cái tạp âm, những cái tiếng ồn xung quanh rất là nhiều. Nếu muốn có một cái chất lượng audio tốt nhất cho người xem thì hãy sử dụng một cái mic rời hoặc là một cái bộ wireless mic như thế này. Jason đã review cái bộ wireless mic này ở trong một cái short rồi. Nếu các bạn chưa xem thì nên theo dõi những cái YouTube short đó ở trên cái channel này, bởi vì trong những cái short đó Jason sẽ review rất là nhiều cái sản phẩm công nghệ. Khi sử dụng một cái bộ wireless mic thì các bạn có thể thoải mái đưa camera ra xa. Cái chất lượng âm thanh nó sẽ được liên tục ổn định, hoặc các bạn có thể set up camera xuống đất và đi ra xa như thế này. Cái độ to nhỏ của audio nó không có bị thay đổi, Jason có thể thoải mái đi vòng vòng và cái camera chỉ cần đứng nghiêng một chỗ thôi. Đây là một trong số những cái lý do mà Jason highly recommend các bạn nên tập xài những cái wireless microphone như thế này, hoặc các bạn có thể sử dụng cái mic đi cùng với lại cái bộ USK. Ở trong cái căn phòng của mình, Jason lựa chọn một cái màu đen, nó không đen thùi lùi 100%, và cái tên của nó là Satin Black, một cái theme nó tối, nó moody một chút xíu. Và Jason sẽ kết hợp nó với lại những cái furniture, những cái đồ nội thất có màu gỗ, nó gọi là walnut, nó tối nhưng vẫn rất là ấm áp. Jason đã nhờ chú thợ sơn luôn những cái cửa này màu đen, bởi vì Jason muốn nguyên cái không gian nó sẽ được liên tục. Cái cửa là màu trắng thì nó sẽ nhìn rất là kỳ và cái không gian của chúng ta nó sẽ bị ngắt quãng. Jason không phải là một người thiết kế nội thất, nhưng mà đây là những cái feel của Jason khi mà bước vào căn phòng này. Ngày mai sẽ bưng hết tất cả những cái đồ này đi ra ngoài và thay bằng những cái đồ mới, giường mới, tủ mới, kệ mới và cả cái bàn nữa. Hiện tại bây giờ là buổi tối cho nên Jason không có show cho các bạn thấy được là khi mở cái cửa sổ này ra chúng ta có được một cái nguồn ánh sáng mặt trời đẹp như thế nào luôn. Jason là một người dậy rất là sớm để mà đón những tia nắng đầu ngày và nhâm nhi một ly cà phê, cho nên khi ở cái căn phòng này chúng ta có thể mở cửa sổ này ra, có thể kéo cả cái cửa này lên nữa để lấy được một chút xíu gió ngoài trời. Jason sẽ mua một cái ghế sofa nhỏ đặt ngay tại cái khu vực cửa sổ này. Chúng ta có thể ngồi đây chill nhâm nhi một ly cà phê thì còn gì bằng nữa. Cái cửa này là 500, nó tự hết lại luôn, chúng ta không cần phải xài chốt gài. Và từ nãy tới giờ các bạn đã thấy Jason thay đổi qua thay đổi lại giữa wide angle và medium shot và cả tele shot nữa, thì đây sẽ dẫn các bạn đến cái tip thứ ba, đó là sử dụng lens phù hợp. Bởi vì trên chiếc iPhone của các bạn, đa số những cái wide angle lens nó sẽ thu được cái nguồn sáng ít hơn rất là nhiều so với là cái medium lens hay là tele lens. Trong những điều kiện thiếu sáng, hạn chế sử dụng wide angle lens, chúng ta chuyển qua wide angle. Các bạn có thể thấy là con chip ở trong chiếc iPhone sẽ xử lý cái noise nhiều hơn, và cái da mặt của Jason đang bị mịn rất là nhiều, thậm chí con mắt của Jason cũng đang bị mờ nữa, đúng không? Và đây là tele lens, đúng, nó zoom trực tiếp vào cái bản mặt của Jason luôn, nhưng nó thu được cái nguồn sáng tốt hơn là wide angle lens. Medium lens của chiếc iPhone 11 Pro thì nó không quá rộng, Nhưng khi Jason kết hợp nó với lại cái tripod này và kéo giãn nó ra, gần giống như là một chiếc lens 16 khi mà Jason quay với lại Sony A7S III rồi. Không gian nhà bếp của chúng ta, mọi thứ đang được trùm bao ni lông. Các chú thợ đang sơn sửa ở dưới khu vực này, khoảng 2-3 ngày nữa mới xong thì Jason mới quay cho các bạn xem. Tất cả những cái gạch này anh của Jason cũng muốn thay bằng gỗ luôn, để nhìn cho cái nhà nó sang hơn và nó ấm cúng hơn. Khi mà Fox với lại iPhone, Jason có thể dễ dàng set up cái camera của mình ở tất cả mọi nơi và nó không tốn quá nhiều thời gian hay là công sức để mà set up những cái angle đó. Cho nên cái việc mà giữ cho cái não của mình nó thoải mái hơn để nhớ những câu, những từ, những cái điểm chính cần nói trong video nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và trong những trường hợp đó thì Jason sẽ highly recommend các bạn nên sử dụng iPhone để mà vlog hơn là camera. Thậm chí khi mà vlog với lại iPhone có những cái sick angle giống như là Jason đang nhét cái tripod vào trong chiếc giày và bưng các bạn đi mọi nơi, có thể thoải mái nói chuyện, vừa đi vừa nói chuyện luôn, quá tiện lợi còn gì bằng nữa. Đây là cái setup của chúng ta. Đây là cái closet. Ở trong closet thì chúng ta không cần phải sơn sửa gì hết, bởi vì nó còn rất là mới và Jason cũng không quá quan tâm về cái màu sơn ở trong cái closet này. Và với cái nhà tắm này sẽ sơn nó lại một cái màu gì đó nhưng mà Jason chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc chắn không phải là sử dụng cái màu vàng rồi. Chúng ta sẽ thay hết tất cả những cái bóng đèn vàng này bằng bóng đèn trắng. Anyway, chắc video ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Jason chỉ muốn update, chia sẻ nhanh với các bạn vài cái tip để mà vlog với lại chiếc iPhone của mình và vài cái lý do đèn màu trắng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thấy chưa? Các bạn thấy được sự khác biệt chưa? Để qua đây đi. Ok. Anyway, thì đó là một vài cái lý do và những cái tip mà Jason áp dụng khi quay vlog với lại iPhone, tự tin mang nó đi tất cả mọi nơi. Cùng với là một bộ wireless microphone như thế này thì cái việc vlogging và chia sẻ những cái idea, những cái ý kiến của bạn về một cái chủ đề trong cái vlog đó nó sẽ dễ dàng hơn và nó mượt mà hơn, không bị distract bởi những thứ khác. Hay là khi bạn nói chuyện, người xung quanh cũng sẽ không tập trung vào các bạn quá nhiều, mình sẽ tự nhiên hơn nữa, đỡ phải mắc cỡ. Jason là một người rất là mắc cỡ luôn. Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cũng thấy hay, ấn like bên dưới. Đừng quên link mua sản phẩm cái bộ vlogging kit đến từ công ty USK nằm phía dưới phần description. Jason hy vọng là các bạn enjoy cái video này và gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.